Thưa quý vị, trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ, quân dân xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh đã có nhiều đóng góp sức người sức của, góp phần giành lấy độc lập tự do cho dân tộc. Chiến tranh đi qua, toàn xã Tân Lập có 110 liệt sĩ, 19 bà mẹ Việt Nam anh hùng, một anh hùng lực lượng vũ trang, 42 thương bệnh binh và hơn 90 đối tượng được trợ cấp thường xuyên. Năm 2016, huyện ủy Tân Thạnh chọn xã Tân Lập làm điểm về nguồn của huyện với nhiều hoạt động thiết thực, trong đó đặc biệt là công tác đền ơn đáp nghĩa đối với các gia đình chính sách. Qua khảo sát, toàn xã Tân Lập có 14 căn nhà tình nghĩa, 32 căn nhà tình thương, mái ấm tình thương các loại cần được đầu tư xây dựng và sửa chữa. Hàng trăm gia đình chính sách, người nghèo, học sinh nghèo cần được hỗ trợ. Qua công tác vận động, đến nay xã đã xây dựng 6 căn và sửa chữa 4 căn nhà tình nghĩa, xây dựng 14 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương và mái ấm tình thương của các đoàn thể. Bình quân, nhà tình nghĩa xây mới hỗ trợ 40 triệu đồng một căn, nhà tình thương hỗ trợ 30 triệu đồng một căn. Trong đợt này, gia đình ông Đỗ Minh Hải là con liệt sĩ Đỗ Công Chiên ở ấp Trương Công Ý được xây tặng căn nhà tình nghĩa có diện tích 66 m², tổng kinh phí hơn 60 triệu đồng. Gia đình ông rất phấn khởi vì từ nay có được căn nhà khang trang che chở cho năm nhân khẩu ổn định cuộc sống. Hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, nhờ chính quyền địa phương có giúp đỡ cho tôi cái căn nhà tình nghĩa. Tôi xin là rất cảm ơn chính quyền địa phương. Sau đó tôi xin phát huy là truyền thống gia đình, cách mạng, giáo dục con cái ăn học tốt, giúp ích cho xã hội. Bản thân tôi thì tham gia hoạt động phong trào ở địa phương, góp phần cho xã hội càng tốt đẹp. Dạ, sau khi được huyện chọn là xã về nguồn của huyện, ban thường vụ đã triển khai trong đảng bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong xã. Đảng ủy đã ban hành nghị quyết vận động quỹ về nguồn đối với cán bộ, công chức, giáo viên trên địa bàn xã để thực hiện các phần việc được ban chỉ đạo về nguồn huyện giao, tiến hành thành lập ban tổ chức về nguồn cấp xã gồm 15 thành viên do đồng chí phó bí thư thường trực làm trưởng ban, đồng chí phó bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân xã làm phó ban. Ban chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ các thành viên hàng tháng, họp phân công ban chỉ đạo để đánh giá tiến độ đề ra cũng như là giải pháp thực hiện trong từng thời điểm. Ngoài ra, xã Tân Lập còn kêu gọi sự giúp đỡ của các tổ chức từ thiện hỗ trợ 4 đối tượng bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền 250 triệu đồng, vận động và tiếp nhận các đoàn từ thiện khám bệnh miễn phí cho hơn 1.000 lượt người và tặng hàng trăm phần quà cho người nghèo và tặng tập xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Qua đó phần nào giải quyết được những khó khăn của các đối tượng và nhu cầu bức xúc của địa phương đối với công tác an sinh xã hội. Cùng với các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, xã cũng đã thực hiện hai công trình cấp thiết ở địa phương, đó là đường Lộ Đan, Bờ Đông, kênh Nhà Thờ với tổng kinh phí 2,6 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 30%. Đây là công trình được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng khi triển khai thực hiện. Trước khi thi công lộ kênh Nhà Thờ này thì đường đi rất khó khăn, nhất là các em học sinh đi lại rất khó khăn. Trong mùa mưa thì lầy lội, mùa nắng thì bụi bặm rất nhiều. Nhưng mà đến năm 2016 được huyện chọn xã Tân Lập là về nguồn thì nhân dân rất phấn khởi và đồng tình ủng hộ. Nhưng mà tin chắc rằng khi con lộ này đã đưa vào sử dụng thì việc đi lại của cô bác và các em học sinh thì được dễ dàng và việc lưu thông hàng hóa rất thuận tiện, và nhân dân ấp Kinh Nhà Thờ thì rất phấn khởi về cái công trình này. Ngoài công trình nói trên, xã cũng đã vận động nhân dân đóng góp 600 triệu đồng để cùng với kinh phí nhà nước thực hiện công trình nhựa hóa cụm dân cư trung tâm xã với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Nhìn chung, các hoạt động cho công tác về nguồn diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, công tác huy động các nguồn lực vẫn còn những hạn chế nhất định. Đối với cái nhu cầu về hưởng các chế độ an sinh xã hội như xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết thì theo chỉ đạo của huyện thì nhu cầu của xã là rất là nhiều. Do đó thì những hộ khó khăn thì giải quyết trước, vận động đến đâu thì giải quyết đến đó. Thì nhân đây, thay mặt đảng bộ và chính quyền xã Tân Lập, tôi kêu gọi các mạnh thường quân, doanh nghiệp trong và ngoài xã tích cực cho các hoạt động đóng góp cho hoạt động về nguồn của xã.
Tin tưởng rằng với sự quan tâm lãnh chỉ đạo của huyện ủy cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức của xã hội sẽ góp phần cho hoạt động về nguồn ở xã Tân Lập đạt kết quả tốt, góp phần đưa xã đạt chuẩn văn hóa vào cuối năm nay.